và cứu hộ không thành công. Mọi người nghe xong lập tức xấu hổ vì đều cố gắng lấy của mình các thành viên trong gia đình để cứu họ, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Cảm giác chờ đợi cái chết này còn tốt hơn nhiều so với việc đối mặt với cái chết. Thấy vậy, Kết, người đang ở cổng, kể lại câu chuyện của anh và em gái anh, đoán rằng đây có thể là điểm báo trước về ngày tận thế. Nghe xong, mọi người càng thêm hoang mang và muốn tìm cách trốn thoát khỏi đây nhưng do bất đồng quan điểm nên đã trở nên bạo lực, thậm chí Hớt ẩn còn dùng bạo lực với Kết. Tuyệt vọng, hay giờ chỉ có thể nói rằng Kết đang mang thai. Nghe xong, Hớt ẩn ngay lập tức buông tay vì công ty quy định rõ ràng rằng phụ nữ mang thai không được phép đến giàn khoan và việc cô giữ bí mật của đang mang thai sẽ khiến cả đội gặp nguy hiểm magnus chỉ trích cô ích kỷ và toàn bộ phi hành đoàn không chỉ mình cô có con Kết nghe vậy đau lòng chạy ra ngoài khóc đến lạc cả giọng nhưng tình cờ nhìn thấy phun mơ đang đi về hướng 3 z đang trốn cô vội vàng gọi tên anh muốn anh quay lại nhưng phía bên kia phun mơ phớt lờ cô như không nghe thấy kết lo lắng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo nhưng giây tiếp theo cô đã choáng váng Hết thương của người đàn ông đã lành. Tốc độ chữa lành đáng kinh ngạc này rõ ràng là không phù hợp khoa học. Và điều kỳ lạ hơn nữa là Phun mơ luôn cảm thấy có ai đó đang gọi mình trong đầu. Lúc đầu.